Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Ngày hôm nay thì bên em vừa về được một cái mẫu xe trong phân khúc chưa tới 600 triệu đồng. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, cực kỳ chất. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Và em xin giới thiệu, đây là chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2014, phiên bản động cơ 2.0 lít. Xe là ngoại thất màu vàng cát, nội thất là màu đen, biển số thành phố. Và chiếc xe này thì em đã rút hồ sơ rồi. Mặc định đăng ký lại biển số Hà Nội sẽ không mất 20 triệu. Và các bác chỉ việc nộp 2% thuế và bấm lại biển mới thôi, như xe mới. Bây giờ thì em sẽ mời mọi người đi vào chi tiết chất lượng của chiếc xe này để xem là chiếc xe nó còn chất như những lời em nói không nhé. Ở phần đầu xe thì phần cụm đèn pha đã được trang bị, chủ xe đã độ đèn rồi, đèn bi xenon rất là sáng. Tiếp theo là đèn giải LED daylight. Cái màu này thì rất là sạch sẽ và nhã nhặn nhé mọi người nhé. Đó. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng quanh xe để cho mọi người cùng cảm nhận cái độ mới của chiếc xe này. Đây, phần đèn pha đây. Đó. Chủ xe đã độ đèn rồi, rất là sáng. Lốp cũng là lốp dàn lốp mới rồi nhé mọi người nhé, nên là rất là dày. Đã được trang bị bậc lên xuống rồi. Đây, lốp xe rất là dày, đếp mới. La răng cũng còn rất là mới. Trang bị cửa sổ trời đầy đủ. Mazda CX-5 thì từ những năm về Việt Nam nó rất là được ưa chuộng và thịnh hành, được người dùng rất là tin tưởng và sử dụng. Bây giờ thì em sẽ vào trong cái khoang nội thất cho mọi người cùng thẩm chiếc xe này. Màn hình là một cái màn hình chủ xe đã độ rồi, màn Android rất là to, cảm ứng. Đây, phần ghế vẫn còn rất là căng. Cần số này, rồi vô lăng zin này. Đó, điều hòa hai vùng độc lập luôn, tự động. Cửa sổ trời. Với tầm giá chưa đến 600 triệu đồng, một chiếc xe gầm cao, đời cao. Loa là loa Bose nhé mọi người nhé. Đó, chủ xe đã lên loa Bose rồi. Tất cả keo chỉ này, em quay rất là chi tiết và rõ nét này, nguyên bản. Khoang ngồi phía sau cũng vậy, rất là rộng rãi nhé mọi người nhé. Nói chung là máy chiếc CX-5 này được trang bị động cơ Skyactiv, nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là phần đuôi xe. Và em sẽ mở cái khoang hành lý lên để cho mọi người cùng xem. Rất là rộng rãi. Đó. Lốp sơ cua xì được đặt ở phía dưới này. Còn đây là chi tiết của cái con ốc cốp và những đường keo chỉ của cốp nha mọi người nhé. Đó. Như này thì các bác có thể là biết được chất lượng của chiếc xe và cũng có thể xuống tiền được luôn ở đấy ạ. Kiểu dáng rất là đẹp, sang trọng và lịch sự. Đó. Ghế da còn rất là mới ạ. Và đây là cái khoang lái của chiếc xe này. Có cảm biến áp suất lốp theo xe này. Đó. Ghế lái là ghế lái chỉnh điện nhé mọi người nhé. Vô lăng tích hợp phím. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người đi vào cái chi tiết khoang máy của chiếc xe này để cảm nhận cái độ chất lượng của chiếc xe này nhé. Vâng, và đây những con ốc cao su chân máy em đã kiểm chứng rồi, nguyên bản, nguyên gen, nguyên dấu sơn của nhà sản xuất. Đó. Khoang động cơ 2.0 Skyactiv tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn. Đó. Từ những con ốc bát bèo rồi những cái ốc tai, xương gằng đầu đều nguyên bản hết nha mọi người nhé.
Đó. Cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe trong phân khúc gầm cao 5 chỗ chưa tới 600 triệu đồng. Quý anh chị mà có nhu cầu thì hãy qua em xem xe, lái thử và cảm nhận nhé. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 585 triệu đồng. Các bác có nhu cầu thì hãy qua địa chỉ 86 Trương Công Giai, sàn ô tô Mỹ Đình để xem xe. Và bên em thì còn rất nhiều xe cho mọi người lựa chọn nhé. Gầm cao rồi sedan, hatchback rất là nhiều. Lúc nào cũng có khoảng 3-40 xe cho mọi người lựa chọn. Mazda CX-5 2.0 2014 chưa tới 600 triệu đồng. Xem xe tại sàn ô tô Mỹ Đình, địa chỉ 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Gặp em Nam Bin ạ. Số điện thoại của em ở trên màn hình nhé mọi người nhé.